Chào mừng các bạn đã đến với bản tin chuyển động NFT được phát hàng tuần vào mỗi tối chủ nhật trên kênh YouTube của CryptoLeadVN. Axie Infinity tăng hơn 120% trong tuần. OpenSea chính thức trở thành nền tảng tỷ đô mới của thị trường tiền điện tử. KFC hợp tác Triumid đưa thương hiệu ra ráng vào không gian NFT. Taobao đưa tác phẩm NFT vào lễ hội công nghệ sáng tạo. Rarible và Snoofa tổ chức đấu giá đơn sinh việc hơn 45 năm tuổi của Stellios. Polygon lấn sân sang lĩnh vực NFT với dự án Polygon Studio. Sau đây là một số tin tức nổi bật về thị trường NFT trong tuần qua. Giá của mã thông báo gốc của Axie Infinity, AXS, đã tăng mạnh trong tuần này khi tăng hơn 120%. Tỷ giá hối đoái AXS cho USD đạt giá trị kỷ lục 32,69 đô la vào thứ Sáu, tăng 31,28% trong ngày và khoảng 131% so với mức thấp hôm thứ Ba là 14,09 đô la. Do đó, nó chính thức góp mặt trong danh sách các tài sản kỹ thuật số hoạt động tốt nhất trong khung thời gian hàng năm cho đến nay. Lợi nhuận năm 2021 của nó hiện là trên 5.000%. Các động thái tăng điểm mạnh mẽ của Axie Infinity xuất hiện do sự nổi tiếng ngày càng tăng của nó như một loại hình giải trí chơi game kiếm tiền, cho phép người chơi nhận nuôi, nhân giống và buôn bán vật nuôi kỹ thuật số, được gọi là Axie, dưới dạng mã thông báo NFT. OpenSea, một trong những thị trường hàng đầu cho không gian NFT, đã trở thành kỳ lân tiền điện tử mới nhất khi huy động được 100 triệu đô la trong vòng gọi vốn Series B do Andreessen Horowitz dẫn đầu hôm thứ Ba và nâng mức định giá của mình lên 1,5 tỷ đô la. Vòng gọi vốn diễn ra khi thị trường NFT đang giảm nhiệt cùng với sự sụp đổ của thị trường tiền điện tử vào tháng 5. Tuy nhiên, OpenSea dường như không bị ảnh hưởng. Nó ghi nhận doanh thu 160 triệu đô la vào tháng 6 nhờ nhu cầu ngày càng tăng đối với các dự án Avatar Project. Đây cũng chính là động lực cho thị trường NFT sôi động trở lại trong những tuần gần đây, bằng chứng là ngày càng có nhiều tác phẩm nghệ thuật NFT xuất hiện trên phương tiện truyền thông xã hội. DeFi, một nền tảng NFT xã hội cho tất cả các nhà sáng tạo, bao gồm nghệ sĩ, nhạc sĩ, game thủ, người có ảnh hưởng và vận động viên, đã huy động được 5 triệu đô la đầu tư từ Hobby Venture, công ty giải trí eSports Avis và nhà phát triển trò chơi toàn cầu Pillabit. Công ty có mục tiêu cao cả là trở thành hệ sinh thái NFT lớn nhất ở châu Á. Một trong những mục tiêu cốt lõi của nó là mang NFT đến với khán giả phổ thông, bắt đầu từ ngành công nghiệp trò chơi và giải trí. Một công ty sản xuất có tên là Optimist đã huy động được hơn 1.035 ETH, tương đương 1,9 triệu đô la từ cộng đồng chỉ trong 3 ngày, cho một bộ phim tài liệu về sự phát triển của Ethereum. Theo các nhà làm phim, Ethereum The Infinity Garden sẽ có các cuộc phỏng vấn với Vitalik Buterin, người sáng lập Ethereum, cũng như Aya Miyaguchi, giám đốc điều hành Ethereum Foundation. Bộ phim được tài trợ thông qua NFT trên nền tảng Miro dưới dạng mô hình phần thưởng phân cấp. Những người ủng hộ cũng nhận được 1.000 đô la mã thông báo Infinity cho mỗi một ETH được đóng góp, cung cấp quyền truy cập vào máy chủ Discord dùng để tương tác trực tiếp trong cộng đồng Ethereum. Thị trường NFT đã và đang nhận được sự đón nhận của nhiều thương hiệu lớn trên toàn thế giới. Mới đây nhất, hãng bia đình đám Budweiser, được mệnh danh là vua của các loại bia, đã hợp tác với Vanoid NFT, một nền tảng NFT mới ra đời dưới sự hậu thuẫn của doanh nhân tỷ phú người Mỹ Gary Vaynerchuk. Vayner NFT sẽ đóng vai trò là đại lý phát hành NFT cho Budweiser, một hợp đồng đại diện đại lý đầu tiên cho một thương hiệu lớn như Budweiser sẽ được ra mắt vào cuối năm 2021. Sochina Morning Post, SCMP, một tờ báo hàng đầu có trụ sở tại Hồng Kông, thuộc sở hữu của tập đoàn Alibaba của Jack Ma, đã công bố ra mắt bộ sưu tập mã thông báo không thể thay thế của riêng mình. SCMP sẽ mã hóa kho lưu trữ phương tiện truyền thông 118 năm tuổi của mình để chứng minh việc áp dụng tiêu chuẩn trên nền tảng blockchain. Một trong những bản nháp bao gồm bìa tờ báo mô tả việc bàn giao Hồng Kông, một thuộc địa cũ của Anh, cho Trung Quốc. Một sự kiện có tầm quan trọng lớn diễn ra vào ngày 1 tháng 7 năm 1997. Các NFT này sẽ được phát hành thông qua nền tảng NFT riêng của tổ chức truyền thông có tên là Artifact. KFC bắt tay với Triumid đưa lĩnh vực thức ăn nhanh vào NFT Triumid, một nền tảng giao dịch trao đổi ngang hàng phi tập trung, được thiết kế và xây dựng bởi các game thủ, đã ký một biên bản ghi nhớ với gã khổng lồ thức ăn nhanh KFC ở Hàn Quốc nhằm tập trung vào nghiên cứu blockchain tích hợp các công nghệ NFT và nâng cao thương hiệu của cửa hàng gà gán nổi tiếng nhất thế giới này. Theo báo cáo trên các phương tiện truyền thông địa phương, KFC Hàn Quốc có kế hoạch giới thiệu công nghệ blockchain và NFT vào nội dung thương hiệu của mình, bao gồm các định dạng kỹ thuật số khác nhau như video, nghệ thuật đồ họa và các bộ sưu tập Metaverse.
Arsenal là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp có trụ sở tại Holloway, London, hiện đang thi đấu tại giải bóng đá ngoại hạng Anh, đang tung ra mã thông báo người hâm mộ mới với sự hợp tác của Solskjaer, giúp những người hâm mộ có khả năng tác động đến các quyết định của câu lạc bộ và truy cập nội dung liên quan đến đội bóng. Hiện chưa có thời gian biểu nào được đưa ra cho việc ra mắt AFC Token. Những người hâm mộ hiện có thể đăng ký My Arsenal Reward, một chương trình phần thưởng lấy người hâm mộ làm trung tâm để có cơ hội nhận fan token AFC miễn phí. Taobao thuộc sở hữu của gã khổng lồ công nghệ và thương mại điện tử Alibaba đã tổ chức lễ hội Maker hàng năm quy tụ những người sáng tạo và cải tiến từ cộng đồng Taobao. Vào năm nay, lễ hội lần đầu tiên sẽ trưng bày và bán một loạt NFT từ nghệ sĩ Hung Hei San, người đã làm việc với công ty trò chơi blockchain Web3 Game và nền tảng ứng dụng phi tập trung Near Protocol. Bộ sưu tập của Hung bao gồm bất động sản NFT, tất cả đều nằm trong dự án ảo cộng đồng Mutu Garden. Loạt NFT này bao gồm 10 tòa nhà độc đáo, được mô tả là biệt thự sang trọng dành cho một gia đình. Ngoài ra còn có 300 đơn vị được gọi là tòa nhà cao cấp và thêm 1.000 NFT Umbrella. Cộng đồng Mutu Garden là một phần của bộ sưu tập NFT đầy đủ của Hung, mang tên Tourist City Series. Sogage và Golden Ocean đang hợp tác để đấu giá các NFT cực kỳ giá trị, có sự góp mặt của các tên tuổi nổi tiếng của làng bóng đá Pháp và Bỉ. Việc ra mắt bộ sưu tập và bắt đầu cuộc đấu giá diễn ra chỉ vài ngày sau khi Ý giành chức vô địch châu Âu năm 2021. Được biết, Sogage đã thu hút được hơn 90.000 người dùng trên toàn thế giới tại 140 quốc gia và đã tham gia hơn 140 đội bóng khác nhau trên thế giới, bao gồm Umeric, Juventus, Paris Saint-Germain. Trong khi đó, Golden Ocean cũng không phải là một cái tên mới đối với thế giới blockchain. Năm nay, công ty đã thông báo về việc tích hợp với Gemini, sàn giao dịch của anh em nhà Winklevoss. Điều này sẽ cho phép người dùng mua, bán thẻ, đồ sưu tầm bằng Bitcoin và Ethereum. Cả hai đang thực hiện một cuộc cách mạng hóa thể thao thông qua giao dịch thẻ và đồ sưu tầm cho người hâm mộ, để họ có thể tham gia với các đội thể thao và vận động viên yêu thích. Rarible và Snoofa đã tổ chức các cuộc đấu giá đơn sinh việc tiết tay năm 1973 của Steljot ở hai định dạng bản sao gốc và bản NFT, dự kiến kéo dài trong 6 ngày. Đơn sinh việc này nêu bật các kỹ năng và sở thích của Job, nhấn mạnh kinh nghiệm của anh ấy chỉ một năm trước khi chuyển đến Atari, một công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực game. Để đảm bảo rằng đơn xin việc của Job được tạo ở định dạng NFT, được sao lưu và không thể bị mất trong quá trình chuyển giao giữa các chủ sở hữu, Snoofa, công ty cung cấp các giải pháp phần mềm nền tảng đấu giá, sẽ xử lý phiên đấu giá cho phiên bản vật lý. Những nhà sưu tập quan tâm có thể đấu giá bằng Ethereum, đô la Mỹ và Tether thông qua nền tảng Rarible và Snoofa. IOST, một mạng lưới blockchain phi tập trung, tốc độ cao và có thể mở rộng, hôm 20 tháng 7 đã công bố sự ra mắt của thị trường NFT Revival, được mong đợi rất nhiều, cung cấp các giao dịch cực nhanh, không mất phí và cung cấp trải nghiệm người dùng liền mạch. Thị trường NFT Revival hỗ trợ rất nhiều lợi ích cho phép các nghệ sĩ trở thành một phần của nền kinh tế NFT toàn cầu. Đồng thời, Revival NFT Marketplace còn cho phép người dùng kiếm phần thưởng bằng mã thông báo LOL và IOST chỉ bằng cách liệt kê các NFT của họ để bán. Polygon, một nền tảng dễ sử dụng để mở rộng quy mô Ethereum và phát triển cơ sở hạ tầng, đã tiết lộ rằng họ đang tung ra một nhánh mới tập trung vào NFT, được đặt tên là Polygon Studio. Polygon nói rằng bộ phận mới sẽ chú trọng vào việc phát triển ngành trò chơi blockchain và NFT toàn cầu, cũng như thu hẹp khoảng cách giữa trò chơi Web 2 và Web 3. Dự án tuyên bố rằng cộng đồng game thủ trên nền tảng của nó đã chứng kiến sự tăng trưởng theo cấp số nhân trong những tháng gần đây, thúc đẩy việc thành lập Polygon Studio. Hiện có hơn 100.000 người chơi blockchain trên Polygon với một số trò chơi Web 3 hàng đầu. Chúng bao gồm Avengoji, Jetrun, Mega Cryptopolis. Ngoài các dự án Metaverse lớn như Decentraland và Sandbox, tất cả đều đang tận dụng khả năng tốc độ cao của mạng để xây dựng trải nghiệm chơi game chất lượng cao. Rakin, công ty cá cược thể thao và thể thao giả tưởng, đang tung ra thị trường NFT của riêng mình. Công ty đã thông báo rằng họ sẽ ra mắt Rakin Marketplace vào cuối mùa hè này và đây sẽ là ngôi nhà độc quyền để mua, bán và giao dịch NFT từ Autograph, trang NFT của huyền thoại bóng bầu dục Tom Brady mà anh đã công bố hồi tháng 4. Hôm thứ Ba, Engine, một nền tảng blockchain được thiết kế dành riêng cho ngành công nghiệp game, đã thông báo rằng họ sẽ tìm cách sử dụng NFT để thúc đẩy tính bền vững trong việc sử dụng năng lượng như một phần của Hiệp ước Liên Hợp Quốc. Công ty đề xuất sử dụng công nghệ NFT trung tính carbon để chống lại biến đổi khí hậu, giúp các doanh nghiệp thu giữ carbon. Công ty đã tham gia các sáng kiến nhằm hướng tới các hoạt động xanh hơn, bền vững hơn như một lời thỏa thuận với Hiệp ước Khí hậu Tiền điện tử. Trong đó, những người tham gia cam kết đạt được mức phát thải bằng không.
Engine đã lên kế hoạch kích hoạt NFT trung tính carbon vào năm 2030 và tuyên bố blockchain Zoomnet của nó đã âm carbon. Thị trường NFT tuần qua đã đạt được mức tăng trưởng mạnh mẽ. Vào ngày hôm nay, vốn hóa thị trường là 17,8 tỷ USD, dẫn đầu bảng xếp hạng là Theta, tăng 37% trong 7 ngày qua, giao dịch tại 6,9 USD. Tiếp đến là AXS của AX Infinity, tăng gần 125%, đang ở mức 41,45 USD. Nằm ở vị trí thứ 3 là Chili, đang giao dịch tại 0,2467 USD. CryptoLead VN sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất của thị trường NFT vào bản tin tuần tới. Đừng quên like, share và đăng ký kênh để nhận được những video hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại!